Xin chào các bạn. Trung Quốc là một đất nước có dân số khổng lồ với hơn 1,44 tỷ dân, chiếm gần 20% dân số thế giới. Tức cứ 5 người trên thế giới thì một người mang quốc tịch Trung Quốc. Con số này còn chưa tính đến dân số của Hoa Kiều hay Đài Loan, Hồng Kông, Macau. Trong đó, người Hán là dân tộc chiếm chủ đạo trong dân số Trung Quốc với hơn 1,2 tỷ người, chiếm trên 90% tổng dân số. Bên cạnh người Hán, 55 dân tộc khác được chính quyền Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa công nhận là dân tộc thiểu số tại Trung Quốc. 55 dân tộc này phân bố ở khắp mọi vùng miền của Trung Quốc, nhưng chủ yếu tại rìa Bắc, Tây và Nam của đất nước. Đa số họ có tiếng nói riêng nhưng vẫn sử dụng tiếng Hán trong công việc hành chính, ngoại trừ hai dân tộc Hồi và dân tộc Mãn hiện chỉ dùng tiếng Hán. Các dân tộc thiểu số đông nhất Trung Quốc là người Choang, Tráng với 16,1 triệu dân, người Mãn 10,6 triệu dân, người Hồi 9,8 triệu dân, người Hờ Mông 8,9 triệu người, người Duy Ngô Nhĩ 8,3 triệu dân, người Thổ Già 8 triệu người, người Di, Lô Lô 7,7 triệu người, người Mông Cổ 5,8 triệu dân, người Tây Tạng 5,4 triệu dân, người Bố Y 2,9 triệu dân, người Đồng 2,9 triệu dân, người Giao 2,6 triệu dân, người Triều Tiên 1,9 triệu dân, người Bạch 1,8 triệu dân, người Hà Nhì 1,4 triệu dân, người Cà Giắc 1,2 triệu dân, người Lê 1,2 triệu dân, người Thái 1,1 triệu dân. Đây cũng là 17 dân tộc thiểu số có trên 1 triệu người. Các dân tộc còn lại đều có số lượng người khá ít. Một số dân tộc thiểu số có dân số dưới 10.000 người. Những dân tộc thiểu số nổi tiếng nhất ở Trung Quốc là người Mãn, Mãn Thanh với dân số 10,6 triệu người. Họ là dân tộc thiểu số đông thứ hai tại Trung Quốc hiện nay. Người Mãn chính là chủ nhân của triều đại nhà Thanh, vương triều cuối cùng trong lịch sử Trung Quốc. Chính từ những vùng đất Đại Thanh trước kia mà Trung Quốc ngày nay mới có một diện tích lãnh thổ rộng lớn đến vậy. Người Mãn ngày nay tập trung sinh sống tại vùng Đông Bắc Trung Quốc, hay còn được gọi là vùng Mãn Châu, như là khu đất tổ của họ. Dân tộc Mãn ngày nay gần như đã bị đồng hóa, đã đổi họ tên như người Hán. Trong nhiều khía cạnh thì không khác gì người Hán nữa, duy chỉ có trang phục người Mãn có ảnh hưởng trực tiếp đến người Hán cho đến tận ngày nay. Tiếng Mãn cổ gần như không còn nữa, thay vào đó họ nói tiếng Hán như ngôn ngữ chính. Người Mông Cổ hầu hết sinh sống ở Nội Mông, Tân Cương hoặc vùng Đông Bắc của Trung Quốc. Một điều đáng chú ý là người dân tộc Mông Cổ tại Trung Quốc với dân số 5,8 triệu người đã nhiều gấp 2 lần so với dân tộc nước Mông Cổ độc lập với chỉ 2,7 triệu người. Trong quá khứ, vào thế kỷ 13-14, Nội Mông và Mông Cổ từng là một. Họ đã chinh phục phần lớn lục địa Á-Âu và thành lập đế chế Mông Cổ rộng lớn. Tại Trung Quốc ngày nay, người Mông Cổ có một khu tự trị riêng của mình, chính là khu tự trị Nội Mông Cổ, nơi 70% dân số dân tộc sống ở đây. Người Duy Ngô Nhĩ. Cũng giống như người Mông Cổ, người Duy Ngô Nhĩ có khu tự trị riêng là khu tự trị Duy Ngô Nhĩ, Tân Cương. Nhưng không giống như khu tự trị Nội Mông được yên tâm, khu tự trị Tân Cương lại có rất nhiều bất ổn và là mối lo nhất với chính quyền Trung Quốc. Người Duy Ngô Nhĩ còn sinh sống ở nhiều nước Trung Á và cả Nga, nhưng dân số tại Trung Quốc là đông nhất với 8,3 triệu dân. Các dấu vết tìm thấy ở Tân Cương cho thấy một nền văn minh phát triển cao của người Duy Ngô Nhĩ. Quyền lực cũng như uy danh, văn hóa của người Duy Ngô Nhĩ thống trị vùng Trung Á trong hơn 1.000 năm. Nhưng hiện nay không còn công trình hay tài liệu đáng kể nào nữa. Người Hồi. Họ không phải là một sắc dân duy nhất như các dân tộc khác, mà những người này được phân biệt chủ yếu bởi sắc tộc Hồi giáo. Hầu hết những người Hồi có ngoại hình và văn hóa khá giống với người Hán. Họ cũng sử dụng tiếng Hán, nhưng họ theo Hồi giáo. Điều này phân biệt với một tộc người khác cũng theo Hồi giáo là người Duy Ngô Nhĩ. Họ có ngoại hình và văn hóa hoàn toàn khác biệt nếu so sánh với người Hán. Người Hồi xuất thân từ nhiều nguồn gốc. Họ có thể là hậu duệ của các thương nhân Ả Rập định cư ở Trung Quốc, kết hôn với người Trung Quốc và dần dần bị đồng hóa, chỉ còn giữ lại tôn giáo của mình. Số khác là hậu duệ của những người du mục Hán Quốc Hồi Hột, theo đạo Hồi, bị Hán hóa sau khi bị chính quyền triều đại phong kiến Trung Quốc cưỡng ép. Ngày nay, với số lượng khoảng 9,8 triệu người, họ sống chủ yếu tại khu tự trị người Hồi ở Ninh Hạ, tức khu tự trị Hồi Ninh Hạ, Tây Bắc Trung Quốc. Người Tạng từng cai trị các vùng núi phía Tây Nam Trung Quốc. Họ xây dựng đế chế thổ phồn rộng lớn từ thế kỷ thứ 7 đến thế kỷ thứ 9. Hiện nay, khoảng 5,4 triệu người Tạng sống ở Trung Quốc, chủ yếu tại khu tự trị Tây Tạng, với thủ phủ Lhasa, nơi ghi dấu ấn đậm nét văn hóa Tây Tạng với các cung điện, đền đài, chùa chiền. Hầu hết những người Tạng theo Phật giáo Tây Tạng,
và vì họ sống trên một vùng đất có độ cao trung bình lớn nhất trên thế giới, nên về mặt di truyền có nhiều khác biệt với người sống ở vùng thấp hơn. Người Choang Trắng. Họ là dân tộc thiểu số đông nhất Trung Quốc với dân số 16,1 triệu người. Người Trắng hay còn gọi là người Tày, Nùng ở Việt Nam, sinh sống chủ yếu ở cực Nam Trung Quốc với khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây. Hầu hết người Trắng theo một tín ngưỡng vật linh truyền thống gọi là Mo giáo, bao gồm các nghi thức thờ cúng tổ tiên. Người Trắng có mối quan hệ gần gũi với các sắc dân tại Việt Nam hơn là người Hán tại Trung Quốc. Mặc dù dưới sự cai trị của các triều đại Trung Quốc từ lâu, nhưng trên thực tế, Quảng Tây cũng không hề yên bình. Trong suốt các đời Hán, Đường, Tống, Nguyên, Minh, Thanh và cả thời dân quốc luôn có các cuộc nổi dậy. Ngoài năm dân tộc kể trên, còn có các dân tộc cũng nổi tiếng trong lịch sử khác như người Hờ Mông, tập trung sinh sống tại Quý Châu, hay người Di, Bạch, tập trung sinh sống tại Vân Nam, nơi họ lập ra vương quốc Nam Chiếu, Đại Lý. Đồng thời, người Kinh với khoảng 20.000 người đến 30.000 người tại Trung Quốc cũng được phân là một nhóm dân tộc. Trước năm 1958, dân tộc này được gọi là người Việt, nhưng sau đó đổi thành người Kinh, vì còn nhiều sắc dân khác cũng có thể gọi là người Việt. Người Kinh ở Trung Quốc đồng nhất về sắc tộc với người Kinh tại Việt Nam. Tại Trung Quốc, họ sinh sống chủ yếu trên ba đảo là Vạn Vĩ, Sơn Tâm và Vu Đầu, nên các đảo được gọi chung là Kinh Đảo hay Kinh Tộc Tam Đảo. Kinh Đảo hiện thuộc thành phố cấp huyện Đông Hưng, khu tự trị dân tộc Choang, Quảng Tây. Vùng đất Kinh Đảo vốn thuộc Việt Nam, nhưng theo Công ước Pháp Thanh ký năm 1887 giữa Pháp và nhà Thanh, thì cắt cả vùng mũi Bạch Long Vĩ, trong đó có cả Kinh Đảo vào Trung Quốc. Như vậy, Trung Quốc hiện nay công nhận có 56 dân tộc trên cả nước. Tuy nhiên, ngoài người Hán và 55 dân tộc thiểu số kể trên, vẫn còn có nhiều các sắc tộc không được phân loại tại Trung Quốc và không được nước này công nhận chính thức như một dân tộc. Các nhóm sắc tộc này có tổng cộng trên 730.000 người. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video. Các bạn nghĩ sao về các dân tộc ở Trung Quốc? Hãy cho chúng tôi biết ở bên dưới phần bình luận nhé. Nếu bạn cảm thấy thú vị, đừng quên nhấn đăng ký kênh, bật chuông thông báo và tiếp tục đồng hành với kênh. Còn bây giờ, thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.